Thương chào tất cả các con. Đến hẹn lại lên, chúng ta lại chuẩn bị bước vào kỳ thi cuối kỳ 2. Thì trong ngày hôm nay thầy sẽ ôn tập cho các con để cho chúng ta chuẩn bị thi môn công nghệ 7 cuối kỳ 2 thật là tốt. Thì về cấu trúc đề của môn công nghệ 7 của cuối kỳ 2 gồm có 16 câu trắc nghiệm chiếm 4 điểm và 4 câu tự luận chiếm 6 điểm. Bây giờ chúng ta bắt đầu. Đầu tiên là em hãy nêu cách phòng bệnh cho vật nuôi. Tụi con xem, đây là những hình người ta đang làm những cái biện pháp phòng bệnh cho vật nuôi. Thứ nhất đó là chăm sóc chu đáo, là phải chăm sóc nó. Đó. Rồi thứ hai là tiêm phòng đầy đủ. Tụi con thấy là người ta đang chích ngừa cho những chú gà con. Rồi, cho vật nuôi ăn đầy đủ các chất dinh dưỡng. Tụi con thấy là người ta đang cho những chú heo ăn nè. Đó. Thì khi mà vật nuôi ăn đầy đủ chất dinh dưỡng, thì nó mới có khả năng chống trả được các bệnh. Tại vì sao? Là khi ăn nhiều thì cơ thể nó mới khỏe mạnh, mới phát triển tốt. Và khả năng kháng bệnh cũng tốt. Rồi tụi con thấy là vệ sinh môi trường sạch sẽ, người ta phải rửa chuồng hàng ngày, rồi tắm cho vật nuôi. Ở nhà mà tụi con nuôi chó, chúng ta lưu ý và chúng ta cũng phải tắm cho chú chó mình sạch sẽ, để nào là ngừa bệnh nè, rồi ngừa ve vân vân. Rồi báo ngay cho cán bộ thú y khi có triệu chứng bệnh dịch. Thì khi mà vật nuôi có triệu chứng bệnh dịch thì mình phải báo cho cán bộ thú y đến xử lý cho chúng ta. Chúng ta không nên chúng ta tự ý xử lý. Rồi cách ly vật nuôi bệnh với vật nuôi khỏe. Chúng ta không nhốt chung nó chung một chuồng. Chúng ta phải cách ly chúng ra. Chứ không là nó sẽ lây, những vật nuôi bệnh sẽ lây cho những vật nuôi khỏe của chúng ta. Rồi tiếp theo. Em hãy phân biệt thức ăn tự nhiên và thức ăn nhân tạo của động vật thủy sản. Thì thức ăn tự nhiên là gì? Tức là những thức ăn có sẵn trong nước, không cần qua chế biến. Về mặt dinh dưỡng thì sẽ khác nhau theo từng loại. Đó, nhưng mà nó có sẵn trong nước. Con thấy trong đây là có bộ vòi voi, rồi trùng hình tia, rong đen lá vòng, rồi tảo đậu vân vân. Đó, đây là những thức ăn có sẵn trong nước. Rồi thức ăn nhân tạo, đó là thức ăn do con người tạo ra từ nguồn nguyên liệu ban đầu để cung cấp thức ăn cho tôm cá có thể ăn trực tiếp. Thì con thấy ví dụ như là bắp nè, đó, cám vân vân, rồi phân lân, phân hữu cơ, rồi thức ăn hỗn hợp, chúng ta quan sát. Rồi chúng ta hãy ứng dụng những kiến thức đã học để chúng ta nêu cách chăm sóc những chú chó con mới đẻ. Nhiều khi chó mẹ ở nhà chúng ta nuôi chó thú cưng đó, đó thì chó mẹ đẻ ra chú chó con thì chúng ta chăm sóc như thế nào? Thứ nhất đó là cho chó mẹ ăn đầy đủ chất dinh dưỡng để cung cấp sữa đủ và chất lượng cho chó con. Thứ hai, cho chó con ở nơi ấm áp và có thể dùng đèn sợi đốt để giữ ấm cơ thể. Thứ ba, cho chó con bú sữa đầu. Thứ tư, sau 5 đến 10 ngày có thể cho chó con uống thêm sữa nóng và 15 ngày có thể thêm cháo thịt bằm. Thứ 5, cho chó con tắm nắng buổi sớm. Thứ 6, vệ sinh và bắt đầu tiêm vaccine từ tuần thứ 4 đến tuần thứ 6. Thì tôi con thấy là chó mẹ phải ăn đầy đủ thì nó mới cung cấp sữa đủ và sữa nó có chất lượng cho chó con nó mau lớn. Đó. Rồi cho chó con ở nơi ấm áp và có thể dùng đèn sợi đốt để giữ ấm cơ thể cho chó con. Đó. Tại vì điều tiết thân nhiệt nó chưa hoàn chỉnh mà, nó đâm ra là phải giữ ấm cho nó. Rồi cho nó bú sữa đầu, tại vì sữa đầu nó có nhiều kháng thể, đó, nó có nhiều chất khoáng. Rồi sau 5 đến 10 ngày thì mình bắt đầu tập cho nó ăn từ từ. Đó, tập cho ăn từ mềm đến cứng thì đầu tiên là sữa nóng. Rồi sau 15 ngày thì có thể là thêm cháo thịt bằm. Rồi cho chó con tắm nắng buổi sớm, rồi vệ sinh cho nó sạch sẽ và bắt đầu tiêm vaccine từ tuần thứ 4 đến tuần thứ 6.
Rồi nhà bạn Minh bắt đầu nuôi cá chép tại ao nhà. Nhưng bạn Minh phát hiện nước ao có màu cho đục xanh đồng. Bạn Minh nhờ em tư vấn giúp đây là loại nước gì. Em hãy đề xuất giúp. À, hãy đề xuất những biện pháp cải tạo nước để giúp bạn Minh. Thì theo kiến thức mình đã học thì chúng ta thấy là cái gì? Đây là màu nước là cho đục xanh đồng á. Đây là nước nước gầy. Thấy chưa? Và cải tạo của nó là tăng cường bón phân vô cơ kết hợp với phân hữu cơ để tăng thức ăn tự nhiên cho vực nước. Rồi em hãy nêu nguyên nhân sinh ra bệnh ở vật nuôi. Thì về nguyên nhân sinh ra bệnh thì có hai nguyên nhân. Thứ nhất là yếu tố bên trong, người ta còn gọi là yếu tố di truyền. Con thấy là ở cá sấu á, chúng ta thấy là bị bệnh gì, bạch tạng. Rồi bò thì tự nhiên mọc thêm chân ở ngay lưng, đó là yếu tố. Còn yếu tố bên ngoài đó là cơ học là chấn thương. Con thấy là đó, chú bò này nè là nó bị gãy chân. Rồi lý học là nhiệt độ cao, là con chó bị phỏng, con chó mà nằm ở dưới, chó nhỏ đó, ở góc bên phải màn hình. Hóa học là ngộ độc, đó, tụi con thấy là chú chó đang nằm xuống, nó ảnh khóc, anh ngộ độc. Rồi về sinh học á, là ký sinh trùng, ví dụ như là con chó này là ảnh bị ve, và vi sinh vật là con chó này bị dại, đó, vi trùng dại, tấn công. Đó, tụi con thấy đó là yếu tố bên ngoài. Rồi. Giờ ôn tập của chúng ta đây là hết rồi. Thầy chúc các con học tốt và chúng ta thi kết quả tốt. Rồi chào tất cả các con.